Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phẫu thuật cứu sống một bé gái sinh non chỉ nặng 900 g. Theo đó, bệnh nhi là một bé gái sinh non ở tuần thứ thai 31, quê ở Vĩnh Long. Bé được chuyển vào viện bệnh nhi đồng 1 ngay sau khi sinh vào ngày 3 tháng 3, vừa qua với cân nặng 900 g. Sau khi chẩn đoán và siêu âm tim, bệnh nhân được xác định là bị dị tật bẩm sinh hẹp eo động mạch chủ, mạch máu nuôi dưới thân cung cấp máu toàn bộ cơ thể, khiến máu đưa đi nuôi thân dưới không đủ. Bên cạnh đó, các biến chứng do sinh non và quá nhẹ cân ảnh hưởng nhiều đến tổn thương cơ đa cơ quan. Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán, bệnh viện đã tổ chức họp chẩn nhiều chuyên khoa để bàn về phương pháp cận mạch máu và phẫu thuật nhanh nhất cho bệnh nhân. Và các bác sĩ xác định, nếu không được phẫu thuật sớm, bé gái có nguy cơ nhiễm trùng cao và khó duy trì được mạng sống. Sau phẫu thuật được một tuần, hiện tại, bệnh nhi đã cai được máy thở, ngưng các cơ thuốc trợ tim, ăn sữa tốt và đang được theo dõi. Chăm sóc ở chế độ sinh non, hiện các bác sĩ ở Bệnh viện Nhi đồng 1 đang chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhi nói trên.